Đoàn Văn Hậu là cái tên tiếp theo trong dàn nam thần U23 châu Á nức tiếng một thời lên xe hoa, lập gia đình. Đám cưới của anh nhận được rất nhiều sự chú ý nhờ danh tiếng của cả cô dâu và chú rể. Văn Hậu tổ chức tiệc cưới ở Thái Bình và Hà Nội. Đám cưới ở Thái Bình ngày 11 tháng 11 với khách mời chủ yếu là họ hàng, người thân, bà con lối xóm ở quê nhà chú rể. Hôn lễ ở Hà Nội ngày 26 tháng 11 sẽ có sự tham gia của bạn bè thân thiết cùng họ hàng, người thân của gia đình cô dâu. Sau đám cưới, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My có kế hoạch đi Singapore. Tuy nhiên, chuyến đi không nhằm mục đích hưởng tuần trăng mật lãng mạn ở nước ngoài, mà lịch trình này là để chữa trị chấn thương cho Văn Hậu. Ngay trước thềm đám cưới, Văn Hậu đã âm thầm sang Singapore khám chấn thương. Anh trở về Thái Bình với chiếc nẹp cố định cổ chân trái. Đến ngày cưới, Văn Hậu mới tháo nẹp và đi lại bình thường. Khi đón dâu về quê, Văn Hậu tranh thủ thời gian thay đồ để xoa bóp chân trái bị chấn thương. Sau lễ cưới ngày 26 tháng 11 tới, Văn Hậu sẽ sang Singapore lần nữa. Lần này để điều trị dứt điểm vết thương. Bà xã Doãn Hải My sẽ đi cùng để chăm sóc cho anh. Theo thông báo từ đội bóng, Văn Hậu bị chấn thương viêm điểm bám gân gót chân và dự kiến sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn. Chấn thương này của Văn Hậu đã kéo dài dai dẳng chứ không phải mới gặp phải. Cuối mùa giải V-League 2023, Văn Hậu thường xuyên bị đau đến nỗi anh ra sân tập nhưng chỉ đi lại nhẹ nhàng, ít tập cùng đồng đội. Dù vậy, Văn Hậu vẫn cố gắng vào sân thi đấu những trận cuối mùa và góp công giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội giành ngôi vô địch V-League 2023.